Xin chào anh em. Không hello nữa. Hello lúc này anh em bảo suốt ngày hello. Một buổi chiều mát mẻ thì hôm nay mình có một chút món mới, đó chính là mít. Đây là cái quả mít mật của nhà mình, nhưng mà kiểu được cho ấy, được ông bà cho ấy, nhưng mà vợ chồng mình ăn không ăn được hết, để nó bây giờ nó hơi bị chín quá. Thế là mình sẽ quyết định ui chết rồi. Thôi xong rồi anh em ơi, đây thì đúng là đổi thành kênh sống pét rồi. Anh em ơi, giờ làm sao? Bây giờ anh em nằm ở đây, anh em chờ mình tí. Đây, cái đậu má. Sau một vài phút chiến đấu thì mình đã làm ra như này. Anh em ơi, ôi giời ơi, cuộc đời tôi nó là cuộc sống của một người sống pet. Chắc là mình đổi thành kênh sống pet quá anh em ơi. Này, anh em nhìn nó đi. Mình bắt nó vào rồi, nhưng mà đây. Này, hôm nay thì trực tiếp chưa? Mày cay vãi lều. Hôm nay không hiểu sao mình mở ra một phát nó phi ra ngoài luôn. Này, vẫn còn giật giật. Đây, quay cận cảnh cho anh em xem. Đây là cái thớ đuôi của nó. Lúc mà nó tháo đuôi ra nó sẽ như thế này này. Thôi xong, mới lành xong này. Nó đứt ở cái chỗ cao hơn một xíu à. Tại vì lúc nãy mình chộp hụt. Thế là nó lại bị tháo đuôi ra. May quá là vẫn còn bắt được lại đi anh em. Thôi, bây giờ lại phải chờ ngày hồi phục của nó thôi. Đang định mở chuồng ra cho nó một miếng mít vào để nó ăn, tại vì bọn này nó rất thích kiểu đồ ngọt. Đây, thôi vẫn cứ cho vào thôi, đừng có chạy ra nhá. Đây, mình sẽ cho miếng mít nó vào cái khay này anh em. Còn đây con hàng đây, nó stress, nó bị sổng, nó bị bắt lại stress, nó bị cuống ấy, thế là nó đen xì cái màu lại luôn. Thôi, đầu cuộc đời tôi anh em nhìn này. Lần trước đăng clip mới bảo là may không quay được clip trực tiếp cho anh em xem xong. Đây, dính ngay rồi. Mày ơi, đèn thế. Anh em nào comment nếu mà bài đăng mà được 1.000 lượt xem, mình sẽ tặng cái đuôi này cho anh em nào comment hài hước nhất. Để mẹ đúng đời. Thôi, không chửi tục nữa. May là vẫn không bị thoát, nó là may rồi. Tiếp tục vẫn tiếp theo là chúng ta sẽ cho vào chuồng. Đây, hai con này của mình bây giờ nó như một con điên. Không hiểu sao từ hôm qua mình chuyển sang cái chuồng này thì cứ mỗi lần mình đi ra gần nó lại tông chuồng. Cảm giác như đang đến cái thời điểm nó stress ấy anh em. Từ từ mình sẽ để cái máy này trên này. Thao tác nó hơi cần dùng hai tay, cho nên là không chủ quan được. Đấy, mình sẽ cho con này vào đây, tí nó sẽ ăn.
cho cái rổ rau nó vào bên đấy. Còn mình sẽ cho cái rổ này vào bên này. Đặt cái máy quay trên này anh em nhìn sẽ rất là rõ đúng không? Đây, cái bạn này thì cái bạn blue này thì bạn ấy thấy bạn kia bạn ấy nhông nhông, bạn này bạn cũng nhông theo. Đấy. Không hiểu kiểu gì. Này, hôm nay có tí mít ấy, ăn mít đi. Mẹ sư nó cay thế nhở? Mà đứt đuôi. Không chịu được. Còn đâu cái bạn bè này thì bạn ấy chẳng ngại gì cả. Bây giờ mình đút cho bạn ấy ăn luôn. Đây anh em có thể nhìn nhá. Bạn này thì mình phần hơi nhiều tại vì bạn này bạn ấy chịu khó ăn hơn. Đây. Úi dồi ôi. Chết. Thôi từ từ ăn. Nó đói quá. Nó định chơi vào tay mình. Đấy, ăn đi. Không nên chủ quan. Mẹ nó làm cho phát thì lại rách tay nó phiền lắm. Tính mình đã hậu đậu bất cẩn sẵn. Hôm nay các bạn sẽ được ăn mít, mít rất là thơm. Bạn mập của mình thì bây giờ bạn đang ngủ dưới này này anh em này. Đây này. Mình quay bằng cam góc rộng nên anh em nhìn nó bé, nhìn nó sẽ hơi bị bé một tí. Đây, bạn này ăn rất là hăng say đây. Mấy bạn hai bạn kia thì thấy tông cũng căng chắc chưa ăn ngay. Để lui cái rổ này vào đây, không phải tí nữa nó lại đổ bây giờ. Để nuôi cái rổ này vào đây. Vừa ấy con kia nó sổng ra ngoài anh em ạ. Con này nó sổng ra ngoài xong nó chạy trên này. Xong nó chạy lên trên này. Được không? À, mình đuổi nó thì nó chạy vòng sang bên kia. Nó chạy ra xong rồi ra cái đằng sau này. Mình mô tả đầy đủ cho anh em tại vì lúc nãy không thể quay được, mô tả sang đây. Chạy sang đây. Xong mình chụp một phát ở đây thì nó trượt, nó tháo đuôi xong nó chạy vào, nó nuồn vào trong cái kẽ này, nó chạy sang bên kia. Nó chạy sang bên kia. Thế cuối cùng mình vẫn chụp được. May quá. Nhưng mà không biết là sau cái đợt vồ này con này nó hơi hoảng loạn tại vì bọn này thì mình không thể bình tĩnh với nó được anh em ạ. Tại vì nó chỉ cần neo lên tường một phát là mất hình ngay. Cho nên là mình không thể bình tĩnh được, mình bắt buộc mình phải thao tác thật là nhanh. Đấy. Đâu mất rồi, chui đâu mất rồi. Mình đang nhòm xem nó ở đâu rồi anh em ạ. Nó tháo mất cái đuôi. Nên là nó cũng hơi bị stress đấy. Có thể nó sẽ rúc xuống dưới. Đâu nhỉ? Đâu mất rồi ta? Nó chỉ ở trong này thôi, nó không ra được ngoài. Nhưng mà bây giờ mình đang không nhìn thấy. Bởi vì buổi tối, một phần là nó tối ấy, mới một phần là nếu mà nó đã stress. À đây, mình nhìn rồi. Đây nằm ở đây. Xem nào. Đây mình mở cho anh em xem. Đấy, nó đấy, cái đuôi nó này, đuôi này. Cái mắt này, nếu anh em nhìn kỹ sẽ thấy. Đây, từ từ, bật sáng cái chế độ này cho nó sáng lên. Đấy, nó đấy, anh em nhìn chưa? Nhìn nó nhá. Thôi, tốt nhất là đóng vào, không nên chủ quan. Còn cái đuôi này bây giờ mình sẽ mang xuống mình để tủ lạnh. Anh em nào comment hấp dẫn nhất thì mình sẽ ship cho cái đuôi này để anh em làm kỷ niệm. Cái đuôi này anh em cắm xuống đất 7749 ngày nó sẽ mọc ra một con Zenday Gecko khác anh em nhé. Thôi mẹ sư nó nên định làm clip cho ăn mít mà cuối cùng thành clip sổng quét. Thôi chắc chắn là mình dần mình phải đổi cái page của mình thành kênh của mình thành kênh không phải lôi bò sát mà thành kênh sổng bò sát. Thôi bye anh em nhé. Hẹn anh em ở những clip sau.